Quay lại thành phố đi. Anh muốn em về đây làm không phải là vì anh, mà vì anh nghĩ như thế sẽ tốt hơn cho em. Nhưng nếu em có cơ hội khác tốt hơn, làm cho em vui, thì anh ủng hộ. Nhưng anh đã mất tiền với người ta rồi mà. Mới đặt trước có mấy chục triệu thôi. Anh mày khôn lắm chứ. Anh sẽ tìm cách nói khéo với người ta để xin lại tiền. Ở đâu cũng là công việc, chỗ nào tốt hơn thì mình phải nắm bắt. Nhưng mà anh làm như thế... Đừng lo cho anh. Mày vui là anh vui. Quyết định như thế đi. Hả? Anh, đúng là chỉ có anh thương em nhất. Mày mới là thằng hay nói thừa đấy. À, đi mua hoa về thắp hương đây phỏng. Sao anh mang nhiều thế? Đồ của em ở trên kia hết rồi cơ mà. Vào đây, vào đây, vào đây. Vào đây. Thưa bố mẹ, thể theo mong muốn của em Dũng, con đồng ý cho em về công ty Á Đông để làm việc. Con xin phép bố mẹ cho con lên thành phố ở với em Dũng một thời gian. Đến khi nào em không cần con nữa, con xin hứa với bố mẹ, hai anh em con sẽ sống thật tốt. Con mong bố mẹ phù hộ độ trì cho em Dũng, chân cứng đá mềm, công việc thuận buồm xuôi gió. Kìa, nói gì đi chứ? Anh nói hết rồi còn gì? Các cụ muốn em nói. Em nói đi cho các cụ vui. Con sẽ cố gắng để trưởng thành hơn. Con hứa. Anh em con sẽ hòa thuận ạ. Ôi trời ơi, tưởng hứa cái gì? Điều đấy là điều đương nhiên rồi còn gì nữa. Đừng để bụng mấy lời của mọi người. Các bác các cô không có ý gì đâu. Mọi người chỉ nói sự thật thôi mà anh. Em thấy ở đây ai cũng đều quý anh. Không phải ai cũng quý anh, mà là quý cả hai anh em mình. Anh, cuộc sống của anh ở đây là tốt nhất. Anh ở lại đi. Anh cũng đã vì em nhiều rồi. Giờ em đã trưởng thành, em tự có thể kiếm tiền nuôi bản thân. Anh cứ làm những điều anh muốn đi. Những điều mà em muốn là anh muốn. Em anh ở đâu thì anh phải ở đấy chứ. Anh em có nhau là vui nhất. Đừng để ý đến anh. Cứ làm sao công việc của em thuận lợi là được. Biết vì sao anh được sinh ra trên cuộc đời này không? Là để chăm lo cho em đấy. Thôi, đợi anh xếp nốt đồ rồi đi nhá. Biết vì sao anh được sinh ra trên cuộc đời này không? Là để chăm lo cho em đấy. Thế giới ngoài kia quá rộng lớn, em cũng muốn được thử một lần. Vấn đề của cậu bây giờ là cậu đang thiếu tự tin, vì cậu còn trẻ, chưa có thành tựu gì cả. Không ai được phép coi thường em, trừ chính bản thân em. Cậu ấy đúng với cả chị nữa. Có chết đói con cũng không bao giờ cầm tiền của mẹ một lần nữa. Cái thằng kia, cuối cùng là mày cần cái gì? Con cần làm những thứ lớn lao. Cái gì? Con làm được không? Tao làm được.
Sao anh cứ coi em như là trẻ con lần đầu nhập mẫu giáo thế? Em cảm thấy cách anh chăm sóc em là gánh nặng. Làm dâu không có. Làm dâu không có. Tỉnh ngộ đi, đừng mơ mộng nữa. Đúng, trong cuộc sống này chẳng có điều gì là dễ dàng cả. Chỉ cần cố gắng hết sức đã là thành tựu rồi.